vụng tay tôi ra. Tôi nói với anh rồi, tôi với anh không hợp nhau nữa. Ủa, sao ngay từ ban đầu không nói gì đi? Ủa sao kỳ vậy? Sao không nói từ ban đầu mà tới bây giờ mới nói? Quen nhau 3 năm rồi bây giờ nói không hợp là không hợp cái quần què gì hả? Thì giờ tôi thích nói vậy đó. Tôi thích người khác rồi. Tôi với anh không hợp nữa. Mà tôi thấy cái người này á là tín hiệu vũ trụ mách bảo tôi là tôi với người đó rất có tương lai với nhau. À, thì ra là cô có thằng, cho nên là cô chán tôi đúng không? Thì sao? Thế thì sao nè? Mày, thế thì sao hả? Thằng này, đàn ông đánh phụ nữ mày. Mày được lắm. Mày nhớ lấy mặt tao. Ngày hôm nay mày phản bội tao, tao chù cho mày ế cả đời. Sau này á, mày không có ai theo đuổi nữa. Mày đừng có nhắn tin mà năn nỉ tao quay lại. Tao không có quay lại đâu. Mày, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Em cảm ơn anh nha. Cũng may là có anh, chứ không có thằng chồng vũ phu đó, nó quấn em chết. Thằng đó hỏi ra là nó đánh đập em vậy đó hả? Dạ. Bởi vậy em cũng không muốn quen ai cả. Nhưng mà từ lúc em gặp anh á, em cảm thấy anh là một người hiền lành, dễ thương, còn lịch thiệp nữa. Em thích anh lắm. Dạ, cho em để menu. Cái này mà là menu hả? No, cái này là me and you. Là em với anh á, hai đứa mình hợp nhau. Anh đẹp trai. Dạ. Anh, ở đây có món nào ngon không? Có món nào ngon như là anh á. Là đang gắt kính đó hả? Tôi hỏi thiệt nha, lại có nhờ cô test tôi không vậy? Chứ người xinh đẹp như cô vậy, không ai cua sao? Lại cua tôi. Ờ thì em thấy trong tất cả những anh nam phục vụ ở đây, có mình anh là đẹp trai nhất. Với lại anh đúng gu của em thì em thích thôi, có gì đâu. Nhưng mà xin lỗi con nghe, tôi có bạn gái rồi. Con muốn kêu nước thì kêu, không kêu thì thôi, đi phục vụ chỗ khác. Ê, khoan. Anh có bạn gái rồi à? Thế thì anh nhận em làm gái mưa đi. Có một đứa em gái xinh đẹp, dễ thương như em thì còn gì bằng. Nè, tôi nói cho cô biết, ông mà văn bẫy được thằng này. Thằng này coi tốt tốt một ngày 180 phút, nên coi thường nhân sinh dữ lắm, biết chưa? Phóng thích, sờ đầu người ta. Mới đánh người ta đánh yêu chứ cái gì nữa. Sờ đầu người ta đã biết yêu rồi. À, sáng giờ anh làm mệt không? Uống miếng nước đi. Cảm ơn em nha. Anh này, hôm nay anh cho em một cơ hội làm quen với anh nha. Nếu như mà anh sợ bạn gái của anh biết thì thôi, em lén lút với anh cũng được. Không công khai thì, mà trong quá trình này hai đứa mình tìm hiểu thôi. Biết đâu á em lại hợp hơn chị Vi thì sao? Ok, anh sẽ tìm hiểu em. Nhưng mà em hứa với anh là phải giữ bí mật nha. Nếu anh cảm thấy hai đứa mình không hợp, anh có quyền chia tay em đó. Dạ, em biết rồi. Anh ơi, em có mua trái cây. Cái gì vậy anh? Ai đây? Anh này, cái này là em không biết nha. Không phải là em công khai cho chị biết đâu. Chị tự vô. Nhưng mà thôi, em nghĩ cái này là tín hiệu vũ trụ gửi tới cho hai đứa mình đó. Cái con này, mày nói gì vậy? Đừng mà Bi, nghe giải thích nè. Giải thích nữa hả? Anh hay quá ha. Anh dám cấm sừng tôi hả? Uổng công á, tôi yêu thương, tôi tin tưởng anh. Giơ tay đi. Quên. Anh quên. Anh đi đâu vậy? Chị mà biết rồi thì công khai luôn đi. Em có nói với anh rồi, đây là tín hiệu vũ trụ gửi tới, nên là hai đứa mình thành đôi đi. Chỗ này là chỗ lúc trước anh với Vi còn quen nhau, hay lui tới nè. Bây giờ em thay thế Vi đó nha. Vậy anh có thấy vui khi em là người thay thế chị ý không? Vui chứ. Quyết định quen em là điều sáng suốt nhất trong cuộc đời của anh luôn á. Anh,
Cái chỗ này là chỗ hồi đó em cũng hay lui tới với anh Toàn nè. Chỗ quá trời kỷ niệm luôn. Vậy mà nó dám cắm sườn em. Đúng là cái thằng khốn. Nhưng mà thôi, giờ em quen được anh rồi, em thấy vui lắm. Nè, cô chửi ai là đồ gì hả? Tôi nói ai cởi túi, anh nhột thấy gì? Cô nhìn lại bản thân mình đi. Cũng đang ôm thằng khác kia kìa. Đừng có nói ai ngoại tình hết á. Bộ tôi rảnh lắm hay sao mà tôi đi quen thằng khác? Tại anh cấm sừng tôi. Cởi con này cấm sừng anh Hùng. Tụi tôi là nạn nhân thì tới với nhau có gì đâu. Còn con này nữa, tao chưa xử mày. Cái vụ mày dám giật bồ tao đó. Nhưng mà thôi, cái thằng này giờ cũng là quá khứ rồi. Bớt diễn lại đi. Không ai trả cách xơi đâu mà diễn. Hôm nay tao cố tình dắt con My tới đây là để rạch trần bộ mặt thật của mày đó. Nhìn đi. Cảm ơn mấy My đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nha. Ê, mà chị công nhận á, em diễn xuất đỉnh thiệt chứ. Chị tưởng em là diễn viên thiệt không á. Chị này, cứ nói quá. Em đã nói với chị rồi, cứ yên tâm mà giao cho em. Em làm tốt mà. Từ nay á, anh chị cũng thoải mái công khai với nhau rồi. Chả lo cái gì nữa. Còn em, em cũng nên tìm một cái lý do nào đó để kết thúc với thằng Toàn đi. Chưa dây dưa hoài, sơ hở nó biết được, nhục mặt cả đám. Diễn sâu nè. Cô tưởng tôi là con nít hả? Còn cô nữa, loại đàn bà còn nữa chứ. Chứ bộ anh tốt lành lắm hả? Anh Thanh cao cái gì á mà anh lên mặt. Anh cũng lén lút qua lại với con My trong lúc chưa chia tay tôi đó thôi. Nếu mà tôi không phát hiện thì sao? Anh cũng âm thầm quen con My rồi chứ gì. Có gì đâu mà bất ngờ. Hai tụi tôi là bạn mà. Nói cho hai cô biết, tụi tôi đã biết hai cô diễn từ lâu rồi. Hai cô diễn rất hay, rất xuất sắc. Nhưng mà tiếc thay, tụi tôi còn diễn đỉnh của chóp nữa kìa. Hả? Chính tôi nhờ thằng Hùng test cô. Không ngờ cô yêu thằng Hùng luôn. Cô yêu đến nỗi mướn con My gài bẫy tôi để có cớ để bỏ tôi đi theo thằng Hùng, đúng không? Con nhỏ này đúng mà tao nghĩ đâu có đó mà. Cái con bồ mày công nhận cũng ghê gớm thiệt. Mày nhờ tao tép nó mà cuối cùng á, nó lại mê tao luôn. Nó mới mướn được con nhỏ kia cũng xinh lắm, tên My. Nó kêu tao giả làm bạn trai rồi diễn tiểu phẩm trước mặt mày. Diễn cái tiểu phẩm mà tao bị nó đá đích, cái con My đó đó, để mày khỏi nghi ngờ cũng như là nghi hoặc nó là nó test nhân phẩm của mày. Nó chơi lớn vậy luôn. Được, nó muốn diễn tao diễn cho nó coi. Diễn xong tao cho nó sụp hầm luôn. Không có lửa làm sao có khói. Đâu phải tự nhiên tôi test cô đâu. Nhưng thật sự cô là người không đàng hoàng. Nhân cách của cô thì làm sao có được tình yêu chân thành được chứ. Quyết định bỏ cô là một điều sáng suốt nhất của tôi. Cảm ơn mày nha. Mấy tháng nay bắt mày gian dí con này cũng mệt cho mày rồi. Bây giờ anh em tụi mình đi nhậu. Tao bao. Cái này tôi thích nha. Mày đồ thiếu vô dụng, đồ cái gì cũng hư hết à. Tao thuê mà về để làm việc chứ không phải thuê về để phá đồ nha. Sao? Nhìn tao nữa hả? Căm thù tao đúng không? Đây, tao quýnh cho mày. Thôi đi, bà đã quýnh con người ta dữ vậy.
binh nữa hả? Ông quái nó rồi chứ gì? Mày chưa phải rồi. Nè, tôi thuê nó về để làm việc, tôi có quyền dạy nó. Ông tránh ra. Mày có còn kìa. Ba mà còn đánh nữa, tôi kêu công an đó. Ông được lắm. Ông được lắm. Để tôi dạy nó. Tránh ra đi. Mày quay tay cho tặng giật. Con đi đi. Con đi vào ngoài đi. Dạ. Mày đứng lại cho con mất dạy. Thôi đi đi. Đủ rồi. Quá đăng. Dạ, con mời ông chủ uống nước. Cảm ơn con. Để con bóp da cho ông chủ nha. Ông chủ thấy sao? À, cũng được đó. Nhưng mà thôi, con xuống bếp con làm việc đi. Thôi, con làm xong hết rồi. Con chỉ muốn ở đây để bóp da cho ông chủ thôi. Hôm bữa nếu ông chủ không có ngăn bà chủ lại là bà chủ đánh chết con rồi. Nên bây giờ con muốn trả ơn cho ông chủ. Ông chủ muốn gì con cũng chiều hết. Sao? Ý con là tối nay bà chủ đi ăn tiệc đến tối khuya mới về. Giờ ông chủ muốn gì con cũng chiều ông chủ hết. Thôi, ở đây không tiện, mình về khách sạn đi cho nó kín đáo. Dạ. Xong rồi đó. Cô kiểm tra lại xem đã nhận đủ chưa. Tôi nhận đủ tiền rồi. Cảm ơn bà. Ráng mà diễn cho tốt. Vào vai một con bé ô xin, ngoan hiền lễ phép. Bằng mọi cách phải đưa ổng lên giường. Lúc đó thì mới có cớ để đưa ổng ra tòa ly hôn. Thì mới chia đôi tài sản được đó. Bà yên tâm, tôi mà diễn thì không ai nhìn ra đâu. Tôi á đã biết bài nó cả năm nay rồi. Bà còn thê con chăm văn bẫy tôi. Chẳng qua tôi giả vờ không biết chơi trò chơi với bà đó. Tôi nói cho bà biết, bà đừng hòng kêu tôi ly hôn với bà để chia tài sản. Chứng cứ và những clip nóng tôi đã thê thám tử cung cấp này được. Bà đừng có hòng mà kêu tôi chia. Tôi sẽ cho bà đi ra ngoài đường sống hạnh phúc với nó đó. Nếu bà còn chống đối với tôi sẽ tung những clip nóng của bà lên các trang mạng xã hội để cho thiên hạ rửa mắt. Ông đừng mà. Nè, trời ơi, nó đánh Hoàng bầm dập hết rồi, có sao không? Nè ngay đi. Từ nay về sau tôi với bà không có liên quan gì tới nhau nữa. Ô Hoàng, Hoàng nói như vậy là sao? Sao cái gì? Bà tưởng trước giờ tôi yêu bà thiệt hả? Tôi còn yêu chiều làm cho bà thỏa mãn là tại vì bà còn cung phụng được cho tôi. Còn bây giờ bà còn tài sản gì nữa đâu. Miễn nha. Thằng khốn nạn. Mày lợi dụng tao hả?
khốn nạn mà. Em có sao không? Đau quá. Sao mà ra nông nổi này vậy? Em có sao không? Tại em bị động thai đó. Tại anh làm cho em đợi. Anh làm cho em bị stress. Anh làm cho em buồn. Tất cả tại anh đó. Tại anh hết đó. À, thì ra là không phải động thai. Nhậu nhẹ đúng không? Em không biết đâu. Cái này anh phải đền bù cho em đấy. Anh mua cho em cái nhẫn kim cương. Hôm bữa em đòi anh mua đi. Mãi mà anh chả mua cho em. Nhanh lên chứ không là em động thai rồi đấy. Con em muốn chui ra ngoài cái này. Bao nhiêu tiền? Thì có 100 mấy. Anh cho em mua nhá. Rồi, để chuyển liền. Alo. Anh đâu rồi? Sao giờ này chưa chịu về chở em đi khám thai nữa? Em bị thai hành nè. Rồi, để tôi xử lý liền. Rồi, biết rồi, để xử lý liền. Đúng là cái đó, ăn hài. Anh! Cái gì? Anh đâu đây? Anh đi xử lý công việc liên quan đến tấn mạng á. Anh! Này! Chưa có chuyển tiền cho mình mà 100 triệu lận đó. Sao anh lúc nào cũng lề mề? Thai nó hành em gần chết mà anh cứ ở đâu đâu á. Thì anh tới rồi nè. Tại ở công ty có chút lĩnh việc cho nên anh tới trễ, nhõng nhẽo hoài. Em không biết đâu. Chút xíu khám xong á, anh phải chở em đi shopping. Không có dành thời gian cho ai nữa nha. Không có được dành thời gian cho ai hết nghe chưa. Anh mà bỏ bê em vác nguyên cái bụng bầu tới nhà quậy tưng bừng cho con vợ anh biết đó. Thôi được rồi. Anh đưa đi khám xong á, anh dẫn đi shopping, được chưa? Được. Đây. Thì ra cái chuyện liên quan đến mạng người mà anh nói là đây đó hả? Anh, nhỏ này là ai? Thì nó có thai hả? Đừng có nói là con anh nha. Tôi còn tưởng có một mình tôi có bầu với anh. Ai mà ngờ. Anh khai thiệt đi. Anh còn làm biết bao nhiêu con có bầu nữa hả? Thì đi đâu? Ông đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi đâu? Đi. Má nó tức thiệt chứ. Còn cô, tôi tính sai với thằng cha này. Nếu như mà nó chạy rồi thì tôi với cô về nhà nó. Biết đâu mà vợ già của nó biết rồi bỏ nó luôn thì sao? Như thế còn có lợi cho hai chúng ta mà. Hai đứa sống trên một núi phiền không phải là hạnh phúc sao? Có lý. Mặt tay lên. Nè, ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Làm cái gì mà yếu siêu à vậy? Thì đang bóp mạnh đây nè. Nè, tôi nghi lắm đó nghe. Hình như ông đang có chuyện gì mờ ám đúng không? Bà giỏi đặc chuyện quá. Biểu diễn hay. Ông ta đâu rồi? Ông dám trốn tôi hả? Đi về đi. Bữa nào gặp tôi nói chuyện. Tôi không về. Bữa nay hai chị em tôi tới đây để đòi quyền lợi. Ít nhất phải có cái danh phận chứ. Đúng chưa? Ông làm sao cho đúng nha. Giải quyết hai cái bầu cho bọn tôi. Bây giờ á, đi về đi. Bữa khác tôi gặp nói chuyện. Còn nếu không về á, không về đúng không? Không về đúng không? Chạy hả? Đẹp mặt chưa? Nhục nhã chưa? Tôi nói cho hai vợ chồng ông bà biết nha.
hôm nay mà không giải quyết cho xong, tôi ra ngoài tôi bêu rếu đấy. Bêu rếu hả? Đi bêu đi, coi ai nhục mặt hơn. Ý bà là sao? Mở mắt cho thật to và đọc cho thật kỹ. Tôi đang mở rất to đấy. 2 năm trước tôi đã âm thầm đưa ông đi triệt sản rồi, cũng bị cái tính lăng nhăng hay có con vô con rớt. Hai cái bầu của cô đó, nếu mà muốn tôi chịu trách nhiệm thay cho ổng á thì đẻ đi, rồi tôi sẽ xét nghiệm ADN, lúc đó mình tính tiếp ha. Bà được lắm bà già. Bà hay lắm đó, bà già mặc đồ hồng. Bà dám triệt sản tôi hả? Triệt để ông bớt tạo nghiệp chướng. Ông không nhớ hả? Biết bao nhiêu lần tôi phải giải quyết cái chuyện ông có con rơi con rớt để mang về làm con ruột rồi, ông phải biết cảm ơn tôi chứ. Ve vãn con khác à? Anh... Im. Anh nói là anh chỉ yêu một mình tôi thôi, anh chấp nhận yêu xa. Để bây giờ tôi nhìn thấy cảnh này đó hả? Anh, cậu nói cái gì vậy? Anh với cậu là sao? Tôi và anh yêu nhau lâu rồi, còn cô chỉ là kẻ thứ ba thôi. Nói trắng ra tự tam đấy. Nhưng mà cô không biết chuyện, tôi tha cho cô. Biết đường thì cút. Thì ra trước giờ anh lừa gạt tôi, anh biến tôi thành người thứ ba đó hả? Khốn nạn. Ê, em... Trời ơi, thương quá. Thấy chị em đàn anh có đau không? Đau chứ không, đền bù đi. Tất nhiên rồi, mà công nhận nha, cái chiêu của anh ấy lâu ngày lôi ra như thế mà vẫn thấy chuẩn đấy. Xịn sò thật sự luôn. Thế là em không bị người ta gọi là tiểu tam nữa, không phải dính cái răn đấy. Đương nhiên rồi. Hai đứa mình yêu nhau cho công khai luôn. Ủa em, anh chúng được rồi chưa? Tất nhiên là xong hết rồi, em yêu của anh mà. Thì đi nhá. Hôm nay anh dẫn em đi đâu thế? Em muốn đi đâu? Đi đâu hả? Thằng này là thằng nào? Sao cô ôm nó xà nẹo vậy? Anh là ai vậy? Anh là ai thế? Tôi quen biết gì anh đâu. Không quen mày. Sao mày dám lừa gạt tao? Mày nói mày về Việt Nam mày thăm gia đình mày, mày đi cặp kè với thằng này hả? Cái gì em? Thằng này là thằng nào? Sao nó biết em? Tao là chồng của nó. Tụi tao sống với nhau như vợ chồng cả năm nay ở nước ngoài. Còn mày là thằng nào mà cặp bộ tao? Anh đừng nghe lời nó. Nó rất xạo đấy, em không quen biết gì nó cả. Trời ơi, trời ơi, anh muốn phụ nữ hoài vậy? Còn mày hả? Mày ngon lắm, dám cặp với bộ tao. Cặp với bộ tao mày. Nè, anh làm cái gì đấy hả? Anh Hoàng, em quen biết nó thật đấy. Anh đừng tin nó xạo đấy. Em không quen biết gì nó cả. Nó xạo đi, em không tin nó. Ê. Buông ra. Buông tôi ra. Buông ra. Mày là ai vậy? Tao không quen biết gì mày hết. Rất lạ sao quen mà em. Điên. Có gì đâu mà bất ngờ dữ vậy. Cái chiêu của mày tao thấy hay cho nên bắt chước thôi. Thực ra anh Bảo là bạn của tao. Để tao coi thằng Hoàng nó còn lòng dạ nào mà thương mày nữa. Mày. Tất nhiên rồi, mà công nhận nha, cái chiêu của anh ấy lâu ngày lôi ra như thế mà vẫn thấy chuẩn đấy. Xịn sò thật sự luôn. Thế là em không bị người ta gọi là tiểu tam nữa, không phải dính cái răn đấy. Đương nhiên rồi.
hai đứa mình yêu nhau sẽ công khai luôn. Ôi, em chuẩn bị phòng chưa? Tất nhiên là xong hết rồi. Em yêu của anh mà. Ừ. Phải đi á. Khốn nạn. Nếu như mình không bỏ quên túi sách thì đâu có chứng kiến được cảnh này. Mày dám lừa tao. Được lắm. Mày bớt nó khùng nó điên lại đi. Không có chứng cứ đừng có vô khống lung tung. Tao mới là người yêu lâu năm của anh Hoàng này. Mày mới là cái loại tiểu tam chuyên giật chồng người khác đấy. Anh phải tin em. Thằng đấy là bạn của con Trâm đấy. Nó làm như thế để trả đũa em. Con Trâm nó làm cái chuyện y chang em với anh đã làm với nó. Nhận vơ để chia sẻ em với anh đấy. Anh phải tin em nhá. Em nói thiệt á hả? Em nói thiệt. Anh nhìn chuyện như thế mà không thấy đáng ngờ hả? Hồi nãy giờ hai đứa bạn nói cái gì á? Tao livestream lại hết rồi nè. Người ta vô coi đông lắm đó. Mày bị điên hả? Lần trước thì tao không có chứng cứ, nhưng mà lần này tao sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của hai đứa mày, để lấy lại danh dự cho tôi chứ. Nè mọi người ơi, hồi nãy giờ mọi người nghe hết rồi đúng không? Bản chất là người thứ ba lại đi chửi người khác là tiểu tam. Hai người xứng đáng là cặp đôi khốn nạn nhất mạng xã hội đó. Ê, coi, đưa. Tính làm gì á? Chúc hai người vui vẻ hạnh phúc nha. Còn cái thằng khốn nạn này, có cho tao cũng không thèm. Đi anh. Làm cái gì đấy chứ? Tất cả tại anh đấy. Này chưa rõ gì, rõ làm cái gì đi. Đưa lên mạng rồi kìa. Mình không biết làm cái gì đâu. Gì tự nhiên hắn kêu vậy? Vậy, vậy trả lời cho tôi biết đây là cái gì? Lẹ lên, trả lời. Cộng lông nát. Cộng lông nát này là của ai? Của ai? Trời ơi, không phải của anh thì của em chứ của ai? Tôi làm gì tôi quách hết rồi. Anh dắt con tiểu tam này về đúng không? Đúng không? Em ơi, anh lạy em á. Nửa đêm nữa hơn, 3 giờ sáng rồi đó. Không ngủ để cho anh ngủ. Cộng lông nát xoăn này chắn là của một con nhỏ tóc xoăn. Trong vòng bán kính 30m thì chỉ có con Ngọc. Anh ngoại tình với con Ngọc đúng không? Đúng không? Cái gì vậy? Đâu vậy? Anh cản tôi hả? Anh cản tôi chắc chắn là anh sẽ ngoại tình với nó. Đúng. Trời ơi, gì vậy? Tôi ra. Ừ, trời ơi. Trời ơi, chị làm cái gì mà giữa đêm giữa sáng chị la ồn ào thế? Giữa đêm hay tận thế gì thì mày phải trả lời cho tao biết. Cộng lông nách này có phải của mày hay không? Chị ơi, là chị em là con gái em quát hết lông rồi, làm gì có lông? Đâu, chị có lông không? Đưa em xem nào. Tao không có đây. Khiếp, cái lông này lông giống lông của ông xã em thế. Mà lông là lông của con trai chứ không phải lông của con gái. Chị bớt nghi ngờ lại dùm em cái. Chính mày, mày qua nhà tao mày ngủ với chồng tao đúng không? Mày làm thiếu tao đúng không? Mày làm đất của nó phải không? Điên này, bị điên hả? Điên tung gì lôi tao vào? Tao là đông chính hiệu, tao vừa mới trả bài cho vợ tao xong ấy. Chính hiệu mày đi ngủ, mày đi ngủ với chồng tao hả? Rồi mày có giống như này chứ kia. Ôi, bớt hộ cái đi, mệt quá, nửa đêm qua làm phiền đấy. Ôi, trời ơi, đi về đi. Không làm quan nữa. Anh khỏi gạt tôi. Sao? Anh đâu gạt đâu, nè. Anh
bức thêm mấy cộng cho em đối chiếu nè. Giống không? Ờ ha. Trời, thiệt tình đó chứ. Rồi sao? Hai anh chị đã chịu về nhà cho bọn em đi ngủ chưa ạ? Thôi, chị chúc mấy đứa ngủ ngon, trăm năm hạnh phúc. I'm so sorry. Thank you so much. Chị đi về giùm em cái. Thank you. Ôi, sao không nói xuống? Thôi đi làm hết nữa em. Vợ tôi. À vợ anh. Dạ. Dạ em chào anh. Dạ em chào chị. Trời con điên này. Tao hai với chồng tao liên quan gì tới cái gì của mày đâu mà mày quánh tay như vậy? Dạ. Dạ em xin chân thành xin lỗi hai vợ chồng anh chị. Dạ em đi. Đứng lại đó. Tưởng mà xin lỗi là xong hả? Nãy giờ mà đánh tao ở đâu mày biết không? Hả? Dạ chị ơi. Xin lỗi. Dạ không chị, đây là lần đầu tiên em làm luôn á chị. Dạ em xin lỗi chị nhiều. Xin lỗi này 1, 2, 3, 5 nè. Mày có đánh trách nhiệm nó không con đi. Nó khùng quá mà anh. Nó quýnh em sưng mắt luôn rồi. Thôi bỏ đi. Đau quá. Thôi em bỏ đi. Ngồi xuống đi em, có sao không? Đó. Đang đẹp còn chết. Ngồi đi, để anh kêu nước nha. Nó quýnh. Ôi, nó quýnh bầm mắt rồi. Còn có một mắt à, đừng có dí theo nữa. Đau quá. Anh kêu nước. Chủ quán. Thôi anh thương, anh thương. Được rồi, sao mà nó sưng to dữ vậy? Còn đẹp không? Cũng còn. Không sao thiệt. Thiệt tình luôn á, sao vậy em biết? Hai. Nếm thử vừa chứ. Nay còn dám dắt gái về nhà nữa hả? Anh chết với tôi. Ây da. Ây da. Em làm gì vậy? Sao tự nhiên muốn chị Hai? Trời. Dạ em chào chị Hai. Vậy em xin lỗi chị Hai. Tại vì em tưởng con tiểu tam này nó vô nó giật chồng em chị Hai. Em xin lỗi chị Hai. Chị Hai đừng giận em nha chị Hai. Cái người mà em nên xin lỗi là chồng của em. Chị có nghe nói kể là em ghen. Mà chị không nghĩ là tới mức này luôn đó. Không có chị. Chị công nhận ghen tuông là gia vị của tình yêu. Nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi chứ. Em ghen tuông mù quáng vậy? Hai vợ chồng mà sống với nhau ghen tuông như vậy chứng tỏ em đâu có tin tưởng nó. Nếu như vậy chị cũng không muốn em chị sống với em nữa đâu. Chị Hai ơi, em xin lỗi chị Hai mà từ nay em hứa em sẽ không ghen tuông nữa. Em muốn ghen tuông nữa chồng em nói thiệt. Em thề với chồng luôn. Chồng ơi, chồng tha thứ cho em nha. Chị tha thứ cho em nha chị. Hứa là có giữ lời không? Hứa giữ lời. Hứa. Em hay quá. Anh với chị Hai nấu ăn cho sinh nhật của em nè. Ở đó mà ghen tuông. Em xin lỗi chồng, em xin lỗi chị Hai. Để em nói chung nha. Em nói chung nha. Vô nấu đi. Mắc công đánh tôi nữa à. Nè.